Cuối giờ chiều nay ngày 21 tháng 2, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến chủ trì giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các đơn vị địa phương. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Trong ngày hôm nay 21 tháng 2, Đà Nẵng ghi nhận 907 ca mắc COVID-19, trong đó có 797 ca chưa cách ly. Có 2.885 bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi, trong đó 2.749 trường hợp điều trị tại nhà và 136 trường hợp tại cơ sở y tế. Hiện các địa phương đang cách ly điều trị hơn 23.000 trường hợp F0 tại nhà. Toàn thành phố đã có gần 411.000 người được tiêm chủng mũi 3. Tại cuộc họp, nhiều ý kiến đưa ra một số vướng mắc hiện nay, chủ yếu là nguồn nhân lực y tế ở cơ sở vẫn thiếu để đảm bảo cho việc điều trị F0 tại nhà. Nhiều trường hợp ở nhóm nguy cơ nhưng vận động nhiều lần vẫn không đồng ý tiêm chủng vaccine. Tình trạng rác thải y tế gồm khẩu trang, dụng cụ test nhanh, bỏ chung rác thải sinh hoạt ngày càng phổ biến. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến lưu ý, qua đánh giá tình hình dịch của các địa phương, thì Sở Y tế rà soát lại để báo cáo Ban chỉ đạo thành phố. Đối với việc điều trị F0 tại nhà, đề nghị các địa phương và ngành y tế lưu ý tách các nhóm nguy cơ để ứng xử phù hợp, tránh quá tải hệ thống y tế cơ sở. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế khẩn trương hoàn thiện và hướng dẫn cụ thể để thống nhất xuyên suốt việc ứng xử với các tình huống dịch xảy ra khi học sinh học trực tiếp tại trường, đồng thời cập nhật hàng ngày tình hình học sinh đi học và công tác phòng chống dịch trong trường học. Đề nghị ngành y tế phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu để có biện pháp xử lý đối với F0 không khai báo y tế, từ đó kéo theo rác thải y tế tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm, xả bừa bãi trong môi trường mà không được xử lý.